đẹp hơn gì. Chân Phật đi. Ừ? Rồi chưa? Em tắm rồi. Hả? Ghi chú thích là gì? Có đẹp trai ha. Góc bên tia là tượng Phật đúng không ta? Phật ngồi. Ý mẹ mày chứ. Google à? Sao đập đĩa
Chùa này tên gì chưa? Chưa. Chùa thì mới nó ghi ngoài kia mà giờ còn biết đâu. Lên lần đầu tiên. Nghe nói vừa ong vậy. Dạ. Lạc nhau hết luôn rồi. Anh ơi. Bên kia có cái ông trường thật đẹp lắm. Đúng. Bên kia có cái ông trường thật đẹp lắm. Cho cháu vô trong bụng nè. Rồi, vô nhét vô. Đây, bà lấy xe. Vô làm gì đâu mất. Làm sao rồi? Còn xíu nữa, tưởng này giờ kiếm hoài nữa. Vô, hư đi. Trong đó chùa, vô thứ hai đó. Còn xíu. Đây, có còn con biết nữa. Dừng đi lần sau á có thể rờ chân được á. Rồi. Cái sao này đúa rồi. Cái này về nuôi nó mấy cái đẹp. À, cá bé màu nè. Ừ, cá đều, cái này rong biển này. Rong biển. Có cái rong này mà nuôi cá này đẹp đúng không? Cá này là cá bảy máu rồi. Ừ. Cá này nhỏ là nuôi thương lắm rồi. Cái này con mua có không biết. Mua có mà 2.000 con. À. Ngoài chỗ bán cá kiển á. Con nuôi rồi, không còn cho ăn luôn. Ghê. Nó sống được lâu không? Lâu. Trong này mình có cái tục kính mình đem về mình nuôi đẹp á. Ừ. Cho nhỏ thôi. Sao đậu? Nó làm cái gì á, nó dừng lên. Để chắc xi măng vô á. Cái gì vậy mà? Còn đây còn sắt một cái. Đâu hả? Đâu hả? Được á. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Không giờ hết nha. Rồi là không là đủ dịch cho 3 triệu nha. Dạ. Và mà vừa mà mình dưới. À rồi bên đó. Qua bên đây bên đây. Nhiều lắm. Hả? Nào. Chị ba đâu? Không bán hả? Ôi, đi một chưa được rồi. Đi mà đi nhiều chưa được. Nhận chết mà.
Lại đây quay này, cho họ cho quay mà. Đẹp mà. Bây giờ là Tiger nâu đó, là Tiger này đúng không? Nồng độ cồn nó 5% giống y Ken. Không thì con lấy một lon Ken ra cho coi. Nồng độ cồn nằm đâu ta? Mẹ. No, nồng độ cồn là 5% kìa. 330 ml. Nhà 45 thùng mà. Đâu đâu đâu. Người mua hàng á người ta tặng. Còn cái này là con mua cho ba. Nó mua về tặng bố, còn cái này là mấy mình mua hàng á người ta tặng cho mình. Còn đâu đâu con nói cũng được gì à. Đâu. 0.5 gì đâu. Nè. Độ cồn 5% thấy không? Còn độ cồn của con chỉ có 4.6% thôi. Nè. Thấy chưa? À. Này mấy chữ nhỏ này hả? 4.6% nè. Thấy 4.6 không? Thì thằng này 5 nè, rọi cho bố coi đi. 5% nè. Nè, thấy không? Rồi thằng Henneken nha, Henneken mới luôn. Nè, độ cồn nè. Nè, đủ thôi đây, 5%. 5% nè. Rồi. Có thấy đâu? 5% nè em. Nè, 5% nè, độ cồn 5% nè. Ồ, 5%. Thấy không? Thì hai thằng này sẽ bằng nhau. Chính tỏ hàng nặng hơn. Rồi, cái thành phần của Ken sẽ là thành phần của thằng này. Hai thành phần của này là một. Thằng này nè, thằng Ken, thằng Tiger nè, mua của thằng Ken. À. Mua cái nguyên liệu. Bán cái nguyên cái bản quyền á. Đúng rồi, mua của thằng này để làm ra cái men của thằng này. Cái 4.6. Để làm ra men của thằng này, nhưng mà nó mua nha. Thực ra men mình đang uống là men của thằng Ken á. Men của thằng này. Nhưng mà nó mua lại và nó tiết chế lại thành ra cái này. Đúng, thằng Ken là nó nước ngoài mà. Đúng không? Nhưng mà thằng này uống đã, uống nhẹ hơn. Không mà hơn nó thiệt uống ngọt, ngọt nghe mùi ngọt. Chúc mừng năm mới đi. Quất xì bà răng. Quất xì. Vô cái đi. Tại sao vậy? Hai con bạn ngầu giống không? Cách đây có mấy cái số mình bắt tay cái mình gục đầu với cúi đầu với. Không, có nó không được. Không, mình... con cũng như là các nước bạn thôi nha. Thôi, đó là bên Nhật Bản nó khác. Nhật Bản nó khác. Nhưng mà bắt tay hàng cháu mình là nó uy tín là được thôi, có không? Có uy tín lắm. Ừ, nghe chú nè. Cái năm mới cái gì, mơ phải phải đi. Rồi. Do đó. Dạ. Thì lời hứa hẹn nó biết tôi bút hay để mình nó quay lên mà bên Mỹ coi luôn. Mỹ mà Mỹ khả hả? Nó hơi tới Mỹ luôn á. Mỹ Tho, Mỹ Tho. Quay coi luôn á. Quay coi lên tài coi. Dạ. Chị Sung nè. Chúc chị Sung năm nay có được người yêu. À có chồng chứ quên. Để em qua em ăn uống rượu. Đủ hôm nay quay phim biết hả? Nhà làm phim à? Chưa à? Mày mốt nó là nhà làm phim á. Mới có cái điện thoại. Còn máy. Có nhiều điện thoại lắm á. À, nhưng mới có cái này máy. Còn nói gì chị Trung đi.